Xem tay người mọc trên lưng chuột ở Nhật Bản. Nhờ công nghệ tế bào gốc, tay người đã có thể mọc hoàn chỉnh trên lưng của một chú chuột thí nghiệm sau công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật Bản. Những bức hình cho thấy tay người đã xuất hiện trên lưng những chú chuột bạch thí nghiệm và các nhà khoa học khẳng định rằng sản phẩm này hoàn toàn có thể dùng cho những người bẩm sinh không có tay. Tờ Daily Mail đã đưa tin, các nhà khoa học thuộc Đại học Tokyo và Kyoto đã thành công khi tạo ra sụn tay từ tế bào gốc đa năng cảm ứng, hoặc gọi là tế bào EPS. Họ hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ được phổ biến trong 5 năm tới. Tế bào EPS sẽ được cấy vào các mô sụn tay, sau đó được đẩy vào các ống nhựa nhỏ. Các nhà khoa học dùng 3 ống nhựa như vậy để tạo hình tay người và cấy lên lưng của chuột thí nghiệm. Ống nhựa sẽ nằm trên lưng chuột trong 2 tháng trước khi xuất hình dạng tay 5cm. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học tìm cách sản xuất tay người trên lưng chuột. Tháng 7 năm 2013, các nhà khoa học từ Bệnh viện Trung ương Massachusetts ở Boston, Mỹ đã đưa ra mô hình vi tính và ảnh chụp CT để tạo tay người. Kết quả thu được từ nghiên cứu tương đối khả quan. Các nhà nghiên cứu cũng tìm cách phát triển biện pháp không can thiệp để xác lập hình dạng tay người. Ban đầu họ tạo hình dạng bằng các đường uốn cong, sau đó họ cấy tay vào lưng chuột trong 12 tuần rồi tách tay ra để thử nghiệm độ bền và chắc chắn. Chúng tôi đã phát triển thành công một tay người lớn trên cá thể chuột thử nghiệm, Thomas Cavitas, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu trả lời trên tờ BBC. Chúng tôi có thể giữ hình dáng tay người sau 12 tuần nằm trên lưng chuột. Các đặc tính sinh học như độ mềm dẻo linh hoạt của sụn vẫn được đảm bảo. Rắn tinh sống dưới giếng 10 năm, bắt một con tượng hết, ai dè con cái phè phè lao lên đuổi cả làng. Người dân trong làng đã phải tập hợp rất đông mới có thể bắt giữ được con rắn khổng lồ đã sống nhiều năm dưới giếng. Mới đây, trên rất nhiều trang thông tin của Thái Lan đã chia sẻ hình ảnh về một con rắn khổng lồ sau nhiều năm sinh sống dưới giếng. Ngay sau khi được chia sẻ, những hình ảnh này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng toàn châu Á. Được biết, những hình ảnh này được ghi lại tại một ngôi nhà hoang tại Thái Lan vào ngày 6 tây tháng 1 vừa qua. Những người chứng kiến đã rất sợ hãi sau khi nhìn thấy con rắn chui từ từ ra từ cái giếng đã tồn tại nhiều năm cùng với ngôi nhà hoang đó. Trước khi tiến hành việc bắt giữ con rắn, những người dân trong làng đã phải tập hợp rất đông vì biết rằng nó có kích thước rất khủng. Họ còn phải chuẩn bị rất nhiều dụng cụ để có thể giữ được sự an toàn cho mình. Sau nhiều giờ đồng hồ vật vã cố gắng, cuối cùng những người dân nơi đây đã bắt giữ được con rắn khổng lồ. Sự thật là dưới cái giếng có tồn tại hai con rắn chứ không phải một như những gì mọi người vẫn dự tính. Sau khi con đầu tiên bị bắt giữ, con thứ hai đã nhanh chóng xuất hiện và cả hai đều bị sự khống chế của người dân. Mặc dù đã bắt giữ được cả hai con rắn, nhưng người dân địa phương không biết nên làm gì với chúng. Điều lo sợ sệt chính là sợ vấn đề tâm linh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sự an toàn cho họ và người thân của họ. Chính vì thế, người dân đã rất lưỡng lự hành động và cách xử lý với hai con rắn chúa này. Sau đó, họ đã quyết định mang đến cơ quan chức năng để có thể có cách giải quyết an toàn nhất. Chủ nhân của bộ lưu lọ này là ông Trần Nhật Minh, một nghệ nhân chế tác đá tinh xảo tại Hà Nội. Ông Minh theo nghề đã được 28 năm. Ban đầu ông chỉ là một kỹ sư địa chất chuyên đi tìm đá quý. Từ một kỹ sư bình thường, đam mê với các loại đá, ông tận dụng những loại đá mình tìm được để chế tác ra các bộ đồ dùng đơn giản như tam đa, ấm chén. Quá đam mê tìm tòi và sáng tạo ra các sản phẩm mới, nhưng ông vẫn chưa có khách hàng nào. Thậm chí, ông đã phải mang sản phẩm của mình lên phố ký gửi khoảng 3 năm. Nhưng nhờ đam mê và bền bỉ, hiện tại các sản phẩm của nghệ nhân Trần Nhật Minh đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Mới đây, bộ lư lọ Tam Bảo Vĩnh Hằng của nghệ nhân Trần Nhật Minh được một vị khách trả giá lên đến 15 tỷ đồng, nhưng ông vẫn chưa bán. Bộ sản phẩm được chế tác bằng đá tự nhiên, gồm lư hương có đường kính 45cm, cao 118cm, và đô lục bình đường kính 40cm, cao 108cm. Để làm ra Tam Bảo Vĩnh Hằng, ông cho biết
các nghệ nhân và thợ phải mất 3 năm. Tác phẩm từng được trưng bày dịp 1000 năm Thăng Long Hà Nội tại Hoàng Thành Thăng Long. Lương Hương được chạm khắc bối cảnh Lưỡng Long Tranh Châu đường kính 45cm, rất đồ sộ, tổng khối lượng đá nguyên liệu để chạm khắc lên tới trên 2 tấn. Đặc biệt, nó đã giữ kỷ lục Việt Nam về chạm khắc 3 lớp trên đá. Điểm nhấn của Lương Hương là trên thân có 83 con rồng trùng với số 5 thìn xuất hiện trong lịch sử tính đến thời điểm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Đôi lục bình được chạm khắc cảnh sinh hoạt của người Việt cổ. Ông khẳng định đây là kỹ thuật chạm trên đá tinh xảo nhất Việt Nam. Ông Minh tiết lộ, nhiều người ở làng Đồng Kỵ, Gia Lâm và Trung Quốc sang nhìn thấy đều khen ngợi. Có người trả giá 10 tỷ, riêng khách Trung Quốc trả 15 tỷ nhưng tôi không bán. Lương Hương là thể hiện nét đẹp văn hóa của thiền tư và trong văn hóa thờ cúng gia tiên. Lương Hương còn thể hiện sự thanh tịnh thoát tục khi được bài trí trong thiền thất hay trà am. Hình dáng cũng như hàm ý của Lương Hương, tính cách và biểu trưng của Hương Lư luôn tạo nên phong cách thanh thoát riêng biệt của thiền. Còn cặp lục bình mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc về tiền bạc, phát tài phát lộc, sự sinh sôi nảy nở, sự phát triển những điều mới mẻ, may mắn và cát khánh, đồng thời nó cất giữ, bảo quản tài sản và của cải cho gia chủ. Trưng lư, lục bình trong nhà không những hóa giải được hung khí mà còn tăng thêm cát khí, gia tăng sự hòa thuận, hiếu thảo, sự tăng tiến về trí tuệ tài lộc trong gia đình. Mang ý nghĩa to lớn và được chế tác hoàn hảo, chính vì thế mà bộ tam bảo vĩnh hằng lại càng được lòng, được giá hơn. Bên cạnh bộ tam bảo vĩnh hằng, xưởng chế tác của ông Minh còn rất nhiều sản phẩm chế tác bằng đá tuyệt vời khác được tạo ra bởi bàn tay tài hoa của hầu hết những người thợ lành nghề, nhiều kinh nghiệm trong nghề gia công, chế tác đá quý. Còn nhớ vào tháng 4 năm 2016, dân mạng Việt Nam đã một phen rầm rộ vì căn nhà siêu mỏng ở Hà Nội với bề rộng 1m, trông hệt như một lối đi phụ của hai căn nhà hai bên. Cổng của ngôi nhà trông nhỏ đến mức nếu chỉ đi lướt qua sẽ khó ai nhận ra được nó là một ngôi nhà thực sự. Tuy nhiên, chủ nhân ngôi nhà cũng đã xây được đến 2 tầng. Được biết, xuất phát điểm của chủ đề ngôi nhà siêu mỏng đang hot này chính là do một tài khoản đã chụp lại bức ảnh ngôi nhà này và đăng lên một trang mạng xã hội ở một góc kiến trúc giới thiệu về ngôi nhà như một thứ hàng hiếm của kiến trúc Việt Nam. Thế nhưng ít ai biết được, đây vẫn chưa phải là căn nhà mỏng nhất thế giới, mà ngôi vị này thuộc về một ngôi nhà ở Ba Lan. Bị kẹp giữa hai tòa nhà được xây dựng trong hai giai đoạn khác nhau, căn nhà Kerik ở Warsaw, Ba Lan có bề rộng tối đa là 122cm và bề rộng tối thiểu là 72cm. Trong khi lô đất của nó có bề ngang rộng nhất là 152cm và hẹp nhất là 92cm. Nó được xây dựng năm 2012 và được thiết kế bởi kiến trúc sư Jakub Chesney. Trong chương trình Euromas, căn nhà quá nhỏ để được xem là nhà ở theo luật pháp Ba Lan nên nó chỉ được gọi là một công trình nghệ thuật mà thôi. Tuy nhiên, căn nhà này vẫn có thể được dùng làm nơi sinh sống cho một số nghệ sĩ nếu họ muốn. Và cư dân tiêu biểu thường xuyên lưu lại đây nhất là Edgar Keret, một tác gia người Israel. Căn nhà Keret nằm ở quận Wola, trước đây là một khu người Do Thái, cũng là nơi mẹ của Edgar từng sống trước khi được đưa đi trốn để tránh bị sát hại. Kết cấu căn nhà làm từ sắt với 2 tầng, một phòng ngủ, một bếp, một phòng tắm và một phòng khách. Căn nhà gồm hai cửa sổ cố định và tường bằng kính mờ cho phép ánh sáng tràn vào. Toàn bộ nội thất ngôi nhà cũng được sơn trắng, còn mạng lưới điện thì được nối từ căn nhà bên cạnh. Bên cạnh đó, ngôi nhà còn sử dụng công nghệ thoát nước và nước tự chế, chứ không liên kết với hệ thống nước mà thành phố cung cấp. Vì có kích thước quá nhỏ, căn nhà chỉ chứa được một tủ lạnh đựng nước và người trong nhà phải dùng một chiếc thang mới di chuyển được ở giữa các tầng với nhau. Đặc biệt nhất là lối ra vào căn nhà là một chiếc thang xếp và nếu muốn bước vào nhà hay ra khỏi nhà, bạn phải mở sàn phòng khách lên. Hãy cùng ngắm thêm một số hình ảnh của căn nhà mỏng nhất thế giới này nhé!